Thằng chua mèo ở đây, chắc là Yuna ở quanh quanh đâu đây thôi. À đây rồi. À, anh đây rồi. Master Seymour và cô Yuna. Tôi không thể nào hạnh phúc hơn khi được dự đám cưới. Bây giờ, nạn nhân của Shin có thể sẽ được tận hưởng cái gì đấy. À, tôi đoán vậy. Anh không vui à? Này, không, phức tạp lắm. Hey, có ai biết Yuna ở đâu không? Tôi nghĩ là cô ấy đến chỗ cầu nguyện với Master Seymour. Một cái chỗ, cái đèn luyện tập ấy, chết rồi, lại giải đố rồi. Bỏ mẹ tôi rồi. Giải đố thì khó lắm. Ơ, cái bọn nhạc công này, có con vẹt. Ơ kìa. Ngài Jiska, viên Sophia. Cái gì? Sợ viên Sophia xuất hiện ở đây. Ở đâu, lối nào? Đi hướng nào, hướng nào ấy? Bên, ở bên dưới này, dưới hay trên? Ôi, tôi bỏ mẹ thôi. Mấy cửa cơ mà. Đây, đây, này, hướng này này. Mình vẫn mệt quá, hôm nọ đi rồi. Mấy ngày liền rồi mệt quá. Đây, có thể sẽ là câu trả lời hay nhất đây. Đây, viên Sophia đây rồi. Sapphire. Đọc là Sapphire có chuẩn không nhỉ? Mình cũng chẳng biết đâu. Hay là cứ nói bừa thế nhá. Có sai thì chịu. Chấp nhận gạch đá. Đây là những gì sự thật tôi sẽ kể. Tôi xin thề với danh dự của một Wado. Hãy nghe tôi thật cẩn thận. Tôi sẽ kể cho các bạn sự thật về con trai tôi, Seymour. Tâm trí của nó. Cái gì đấy? Nhưng tôi có thể cảm thấy bóng tối đang bùng cháy trong tim nó. Ngọn lửa bóng tối. Hắn đã lợi dụng Yavon, Wado và lợi dụng ngay cả các Summoner. Nếu cậu không dừng nó lại, nó sẽ tiếp tục mang đến sự hỗn loạn cho Spira. Tôi sẽ rời thế giới này rất sớm thôi. Tôi đã bị giết bởi chính con trai tôi, mẹ thằng Seymour, nó giết bố nó. Trời ạ, nhưng không phải lỗi của nó. Tất cả chỉ vì tôi đã không đủ thông thái. Nó đã... cái gì? Tôi đã không thể bảo vệ được nó và mẹ của nó khỏi thế giới này. Tôi đã chấp nhận cái chết như là một sự... như cả ông này, ông ấy hối lỗi ngày xưa, chắc là không bảo vệ được mẹ, thế nên là để cho thằng con này nó thay đổi. Tôi cầu xin các người hãy dừng Seymour lại, hãy dừng con trai tôi lại. Ông này chết không ức nào. Vớ ức mà lại không ức vì ông ấy buồn. Yuna sẽ ổn chứ? Sẽ không ổn nếu không có chúng ta đâu. Đi đâu vậy? Cậu thấy rồi đấy. Seymour tin tội tin xấu. Nhưng ông ta là một master mà. Tốt thôi, vậy cứ ở đây đi. Đi nào Waka. Ít nhất thì cũng phải nghe hắn nói. Trời ạ, không thể xảy ra được. Mẹ, cuồng tín quá. Master thì là người tốt à? Master thì không phải người xấu à? Thằng ngu. Mày ngu lắm quá cả. Ơ kìa, sao ông này chết ở đây này? Sao cứ đổ hết cả ra này? Bỏ mợ rồi cái màn giải đố này. Trời ơi, tôi không muốn giải đố kiểu này đâu, mệt lắm. Kimari đi trước rồi, đi thôi. Được. Chúng ta sẽ bảo vệ Yuna. Ngay cả khi đối phương là một Master. Điều này, chuyện này không thể xảy ra được. Nếu hắn thật sự là kẻ có lỗi thì chúng ta phải xử lý. Trời ạ, cứ phải. Không thể. Ok. Hình như mấy cái này là mấy cái này có liên quan đến giải đố đấy. Cái màn này mình nhớ này. Để đẩy mấy cái hình như có tia sáng chiếu gì đấy nữa cơ. Ủa dồi, tôi chết tôi rồi. Cái màn này khó lắm đây. Ơ, không giải đố à? Đánh nhau luôn à? Làm ơn. Hãy im lặng. Cô Yuna đang cầu nguyện. Mặc kệ tao. Ủa, cái cổng mở ra rồi. Yuna ra. Yuna.
Tại sao? Bọn anh đã thấy viên ngọc của Jiska rồi. Người đã giết ông ấy. Sao này? Cô Yuna. Thế đấy. Cô biết rồi tại sao cô lại còn đến đây. Tôi đến đây. Tôi đến là để dừng ông lại. À, hiểu rồi. Đã tự nhiên giật đấy nhỉ. Người đến để ngăn chặn ta đúng không? Bật điều hòa cả cho mát nào. Hình như là do game đoạn này rồi, không phải là do cái gì đâu. Cứ đúng cái đoạn đấy, cứ như này thì 20 FPS, lúc nãy cũng chỉ 20. Do game rồi, không phải do máy móc gì đâu. Trời, nó nói cái gì vậy ta? Đánh nhau rồi. Bảo vệ Summoner, ngay cả khi phải đánh đổi cả mạng sống. Trời ạ, lời tuyên thệ của bảo vệ. Ủy mị làm sao? Tốt thôi. Nếu các ngươi không cần mạng sống, ta sẽ lấy mạng hết các cả các ngươi. Master Seymour, tôi tin tưởng các bảo vệ của tôi bằng cả mạng sống của chính mình. Nhưng họ cũng là bạn tôi sẽ không đứng nhìn đâu. Tôi sẽ chiến đấu. Tuyệt. Thưa ngài Seymour, vậy cứ chơi đi. Gì này, bọn cận vệ này nó có phép thuật gì cao siêu à? Mà nó luyện gì siêu, có nghĩa là nó luyện phép chống lại. Chết. Nó luyện phòng thủ à? Thế thì thử chém thử thôi nhá. À, nó đỡ kìa. Vãi thật. Ui, nó hồi nghìn máu. Bỏ mẹ rồi. Bỏ mẹ rồi. Talk to enemy á. Sao có nói chuyện ở đây? Yuna có skill nói à? Người có thể là một master, nhưng ta sẽ vẫn chiến đấu. Mắt của nàng, chúng đang bùng cháy cái gì đây? Thật là tuyệt đẹp. Ui, Magic Defense được tăng. À, cái này cường hóa phòng thủ. Bọn này không có điểm yếu gì à? Lulu ra đây. Fury chúng mày luôn. Chơi sấm sét cho nó hoành tráng nhỉ. Nào, ngoáy. 6 7. Ôi giục mới 6 điểm. Tôi 2004 là được rồi. Ôi 6 phát chia cho 3 thằng thì cũng chả bỏ. Giời ơi là giời ơi. Nói chuyện tiếp nhỉ. Ơ, không nói được à? À, tôi chắc là phải nói với thằng Seymour chứ, nói với hai thằng vệ binh kia thì nó biết cái gì mà nói ấy. Bạn kia không đánh lại à? Nó kỳ cục vậy nhỉ? À, nó đánh rồi này. Để xem trưởng lực của nó thế nào này. What the fuck? Đỡ đi con, cứ đỡ đi. Trông Yuna sẽ hồi máu cho anh. Không bao giờ anh phải sợ hết á. Hồi máu cho Diệp Gen nè. Ôi. Được. Mình phải công nhận là Lulu quá khỏe ấy. Triệu hồi cái nhở. Mà triệu hồi Isiun. Ngựa xét ra đây. Lôi mày ra nhanh. Không có hiệu ứng cầu kỳ. Mày đỡ được mãi không con?
Trời ơi, 600 máu không bỏ bèn gì với nó uống một lọ máu 1.000. Chín trăm rồi. Tôi chết, tôi chết rồi. À, mình phòng thủ được cái đấy à? Nó dùng giật giật xét, bọn ấy ngu thật. Nó giật xét mình lợi hay gì nữa. Thôi, chúng mày toi đi là vừa. 9.999 máu. Vừa nãy cỗ máy kia đã không chịu được sức nhiệt của anh rồi. Giờ chúng mày chịu được thì bái phục luôn đấy. Thủ có ba thằng người bị quay tưng như kiểu là ba cái con búp bê ấy. Overkill hai thằng nhá. Ơ kìa, cảm thấy nỗi đau của ta. Hãy đến đi Anima. Tôi chết cha rồi, mình không nhớ là đánh nhau với Anima. Bỏ mẹ, bỏ mẹ, bỏ mẹ, bỏ mẹ. Ui dồi, Anima đến. Ui dồi, xin đấy. Ôi không, Anima. Ui má ơi, nó gào thét kìa. Ui nó to thế, nó to gấp 10 lần luôn. Anima chính là mẹ của thằng này đấy. Ui chết luôn ạ. Gục. Vừa ơi, mình tưởng Yuna vừa vào trong cái phòng gì nhỉ? Phòng cầu nguyện thì phải có Eon rồi chứ. Cày thế. 18.000 máu. Còn đây là bóng đêm à? Bóng đêm chơi băng thử nhá. À, 1.000 máu phát. Mình sẽ lôi Auron vào. Auron có đỡ đòn mà, sẽ đỡ đòn hộ, đề phòng Yuna với cả Lulu Toy. Anima như cường hóa năng lượng à? Hãy cho tôi sức mạnh nào. Phết. Ơ, hỏi chấm này. À, Eon mới. Hãy xuất hiện đi. Đấy. Giờ mới ra. Xuất. À, đây là Eon mình thích nhất. Nữ thần băng. Quyến rũ nhất game luôn ấy. Úi giời. Đập tan băng xuất hiện. Mảnh vải bay ra thế là ý. Cái khố của nữ thần ấy. Thử xem mày chịu được nhiệt của chị không. 4.000. Úi giời ôi vãi thật. Aeon của Yuna mạnh gấp, gọi là gấp 4 lần skill của Lulu luôn. Chuyên, đây gọi là dân chuyên rồi đúng không? Chuyên về băng này mạnh hơn cái chắc. 400 máu không bỏ bèn gì, đánh đến khi nào chị chết thì thôi cũng được. Anima lại chuẩn bị cường hóa năng lượng này. Mình nghĩ là nên tự đánh bản thân mình cho từ mình hồi máu. Đó. Nó đánh mình thì mình sẽ tăng cái overdrive. Dùng overdrive thử của bà nữ thần này xem. Mình chưa biết tên bà này là gì. Đấy mày cứ đánh bà mà thoải mái đi. À không, phải tiết kiệm năng lượng. Đánh nó một phát nào. Heavenly Style này có tác dụng gì không đây? Đánh thử phát nhé. Xem bao nhiêu máu. 1.500 à, nó kháng à. Nó làm gì? Lại bắn. Toàn bắn vào mắt thôi. Căng thẳng đấy. Nhưng mà không ăn thua. Bụi kim cương kinh quá nhỉ. Tên tên skill căng căng thẳng thế. Wow. Chiếu. Phóng trưởng. Quả là chắc Anima chết rồi. Anima chỉ mạnh khi về tay Yuna thôi. Búng, nổ. Overkill 9.999. Chết luôn rồi, chết rồi, chết rồi. Thắng chưa? Hình như đây là Shinva hay sao ấy. Năng lượng, sức mạnh đó đánh bại được Anima.
Nó sẽ là của ta. À, nó định thu phục Eowyn ở đây. Ơ, thằng này ngu thế. Nó dùng à, nó dùng sếp. Ui, không vấn đề, không vấn đề. Luôn luôn có cách, luôn luôn có cách. Đấy, đấy. Tiếp đấy. Mình dùng cái này thôi, để chốc mình còn dùng để hồi máu cho mình nữa. Là đánh đi. Ok, overdrive tiếp. Lần này thì mày chết chắc rồi. Game này Yuna là vô địch. Vô địch thiên hạ luôn. Như kiểu ngày xưa mình hay xem mấy cái phim Mỹ viễn tưởng ấy, đóng băng đối phương sau đó làm vỡ ra, đập vỡ ra, thế là tan xác. Cái này chắc cũng vậy đó. Bóng overkill. Mình nghĩ là tên là Sinva sao ấy, không nhớ tên lắm. Để xem nào. Thắng rồi đấy. Ơ mà còn xem game nữa, xem phim nữa. Yuna, nàng sẽ kết liễu ta sao? Pity là cái gì nhỉ? Mình không dịch được cái từ đấy. Nó hơi ngoài luồng phạm vi hiểu biết của mình. Có thằng này chết á, mình tưởng thằng này sau này còn gặp nữa cơ mà nhỉ? Có gì đó không đúng ở đây. Vút mắt. Tyrus là mình ấy, còn chưa bao giờ được Yuna sờ vào mặt. Thằng này đúng là tốt số. Ôi, thưa ngài Seymour, chuyện gì xảy ra ở đây? Tôi đã làm gì thế này? Đợi một phút, đó không phải lỗi của chúng ta. Seymour đã khơi mào tất cả. Ngươi đã làm gì? Ngươi đã làm sao? Yuna, cầu siêu cho nó đi. Không, dừng lại. Tránh xa khỏi ông ta ra, bọn phản bội. À, đem về làm gì đây? Đừng bảo là cầu hồn về tự nhiên lại thành một cách nó sống lại nhá. Phản bội sao? Chúng ta xong rồi. Đợi một phút đã nào. Seymour là kẻ xấu mà đúng không? Không dễ dàng như vậy đâu. Hãy đi ra khỏi đây đã. Mẹ à, mọi chuyện phiền phức tự nhiên bây giờ chống lại thằng Seymour. Ồ, nhiều thế, cái này cộng điểm đến sáng mai luôn. Wow, Black Magic Sphere Ability 6 viên. Một đống vũ khí luôn. Sinva, đúng thật, Sinva, Sinva. Ok, mình vẫn để nguyên tên của Eowyn cho nó dễ nhớ. Yeah, xong rồi. Save game là có thể dừng video ở đây. Ui, cái tập này có Eowyn. Mình chưa bao giờ thấy một cái màn ra mắt Eowyn nào là ấn tượng như Sinva đấy. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhé.